sang lại nguyên hết. Thì nhà mình cũng đang sang hết mà con. Có nghĩa là chắc có người sang lại tất cả. Xong người ta làm luôn ở đấy hả? Dạ. Chị không phải chuyển đi đúng không? Cố lên con. Cố lên để cố lấy hết mủ ra. Này, bên trong dưới này toàn một ổ là 3-4 con mủ thôi. Cố lên Uyên. Bên này lặn mụn đường thành đau lắm mà cô động viên con đấy. Chưa bằng bạn Huyền Mít. Cô chữa một ca ở Vũng Tàu còn nặng hơn con nhiều. Con gái nữa chứ nhỉ. Nâu mà nó còn ra mụn này thì vẫn biết là cố gắng lên con.
kháng sinh cho bé Thành uống. Hôm nay là ngày thứ tư rồi phải không? Bạn này sẽ phải cho uống chắc chừng tháng kháng sinh. Thấy chưa, chọc thêm lỗ cái da ngay con nhìn này chưa, vì nó cương ở bên trong ấy thì tí nữa sẽ pha cho bạn Thành này chai nước để về nhà rửa mặt. Nhắm lên con.
Ngắn hơn con. Cố gắng lên con trai. Cố lên. Vì cái da của con mà cô Âu bỏ chuyến đi Đà Lạt đấy, nên là phải hai cô cháu cùng cố gắng. Nhẽ ra là cô đi Đà Lạt đấy, mà cô sẽ ở đây để chữa cho cái da con đỡ. Cô mới dám bay về Bắc. Đấy, nó phun đấy. Đấm tận dưới đất. Gắng lên con trai, đừng di chuyển nữa. Để cô cho nó ra. Nào nhẹ thôi mà hút nhẹ nó cũng ra. Chuyến này xong con gọi em Thảo lên nữa mặt nạ hộ cô nhé. Chuyến xong rồi à? Dạ. Thế con gỡ mặt nạ luôn đi. À, lên con trai. Gắn lên con trai. Để chống khuẩn, để mình đi sang vùng khác vi khuẩn nó không xâm nhập. Nhớ chưa? Thế
Và bé không đeo khẩu trang nhiều nhá. Sáng lên con trai. Những cái mụn đầu đen của bạn nó lại không lên mụn mủ, mà toàn bộ là mụn tuyến bã nhờn của bạn nó lên. Bạn này phải nhớ uống thuốc đều cho cô. Đấy. Đấy, nhân bên trong ạ. Đáng lên con, cố gắng ạ. Cứ quay ở đây thôi, cứ nhặt lang mụn, lang mụn phải đi nhặt. Đó. Nhặt sạch lang mụn. Chính là những cái con mụn này này, Hằng ạ, nó lại ít nên mụn mủ. Mà mụn của bạn ấy chủ yếu là mụn tuyến bã nó mới nên mụn mủ. Đúng rồi. Mà nó mụn tuyến bã nó mới nên mụn mủ. Bạn này không ấy nhá, phía nào không bảo bạn ấy dùng sữa rửa mặt Cetaphil. Bạn ấy rửa sữa rửa mặt Cetaphil đấy. Này, này này. Cái nhân mụn lên này. Đây một cái lỗ luôn này. Con đi sang đây, cổ vũ cho Thành. Trêu thế, đợi chị tí chị gần. Thank you.
cứ có lấy được nang mụn này thì cái da đấy tái tạo rất tốt hàng nhá. Còn nếu mà da mà cứ chảy chỗ vùng nào cứ chảy máu tông tẳng ta là tái tạo rất rất nâu nhá. Đấy cái chỗ vùng trán hôm nọ đây là lấy cho thành đây là hôm nay này đỡ rất nhiều này. Cậu, khách của cậu ở trên gác ấy cậu. Ở bên Thành. Ừ. Bé Thành ơi, con chịu khó 2 hoặc 3 ngày đi một lần cho cô nhé. Cô ở trong này ấy, cô hủy chuyến đi Đà Lạt rồi. Để cô chữa cho con đến lúc cô bay ra là mặt con phải đỡ được đến 70%. Cô mới yên tâm. Con dục đành đi dùng cô. Tại ca của Thành hơi nặng nên là cô phải hủy chuyến đi Đà Lạt đấy. Những cái mụn đầu đen thì lại không đáng sợ bằng những cái mụn bít tắc. Ừ, nhớ đi. Bé Thành cố gắng lên con này. Hai bé này lúc ấy đến hỏi chị Uyên đến chưa, cô còn không biết là Uyên đến lúc nào. Hai đứa đi chung một. Ừ, xuống đi. Không ở đây đợi em à? À, đi xe riêng đúng không? Mụn đầu đen này nó sẽ không có nguy cơ nên mụn ngủ bằng cái mụn tuyến bã, nó cứ sùi sùi lên màu trắng ấy, nghe chưa? Trắng lên con. Đây này, những cái sùi sùi này này rất dễ nên mụn ngủ này. Cạn nó đi.
con. Hủy chuyến đi công tác ở Đà Lạt để chữa cho con đấy. Thế là hai cô con mình cùng cố gắng. Cô hủy chuyến Đà Lạt 17 tháng này thôi. Đúng rồi. Đây này, ở đây để chữa cho em nó mấy buổi nữa cho nó xong đi. Nhìn đây này, con mụn đây này nhưng không dám chọc. Cứ để nguyên đây đã. Cô động được da khỏe, cô động được vào những cái mụn ẩn rồi, mỗi hôm không dám động vào. Động vào là lún kim luôn. Không dám động vào. Mỗi hôm động vào cái những con mụn này là thụt kim. Không làm vào được. Con trai cố gắng lên nào, cố gắng lên con.